Mirror đưa tin, hôm nay Cristiano Ronaldo đã trả lời Erik ten Hag rằng anh sẵn sàng nhận chiếc băng đội trưởng của Manchester United mùa tới. Erik ten Hag đã chốt danh sách 3 cầu thủ mà anh thích có thể làm đội trưởng thay cho Harry Maguire là Ronaldo, David De Gea và Bruno Fernandes. Đội trưởng hiện tại của sân Old Trafford thậm chí còn không đảm bảo được suất đá chính dưới thời Erik ten Hag sau khi trải qua một mùa giải tệ hại. Ronaldo nổi lên là ứng cử viên sáng giá để cái nhìn tới màn thủ quân. Huyền thoại người Bồ Đào Nha vẫn là hình mẫu để các cầu thủ trẻ học hỏi. Ronaldo sẵn sàng cho lời khuyên khi các cầu thủ Man United tìm đến ông để tư vấn. Tại Champions League mùa này, Real Madrid không phải là đội bóng được đánh giá quá cao. Thế nhưng càng đi sâu, câu lạc bộ hoàng gia càng cho thấy họ xứng đáng được gọi là ông hoàng C1. Trước trận chung kết, thêm một lần nữa Real Madrid bị đánh giá có phần thấp hơn đối thủ. Tuy nhiên, Karim Benzema không như vậy. Liverpool, tôi biết đang rất tự tin, như thể họ đã thắng trận chung kết. Có thể họ nghĩ Real Madrid không còn mạnh như trận chung kết trước. Cũng có thể họ cho rằng Real là câu lạc bộ cửa dưới hoặc những điều tương tự. Trong khi đó, Ancelotti lại phát biểu: chúng tôi không muốn trải qua thêm bất cứ cuộc lộ ngược dòng nào nữa. Chúng tôi hy vọng Liverpool mới là đội phải cố gắng thắng ngược. Cựu trung vệ Jamie Carragher tin rằng Ronaldo vẫn rất xuất sắc, nhưng khi sắp bước sang tuổi 38, anh không còn phù hợp với những câu lạc bộ tầm cỡ như Man United. United không thể bước vào mùa giải mới với một tiền đạo sắp 38. Ngay cả khi ghi bàn, anh ấy cũng không phù hợp với đội bóng. Man United cần phải mua một tiền đạo mới, trẻ trung hơn. Và nếu cầu thủ đó chơi tốt, Ronaldo phải xuất phát từ cái gì bị. Jamie Carragher giải thích rằng Ronaldo chưa bao giờ chơi cho một đội bóng nào tệ như Man United hiện tại trong suốt sự nghiệp. Khi Quỷ Đỏ không tạo được một môi trường lý tưởng, một mình Ronaldo là không đủ. Những hành động của anh thậm chí còn có thể gây tác dụng ngược lại Man United. Sau khi chủ mới được chính phủ Anh công nhận, Chelsea nhanh chóng triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng. Chính Thomas Tuchel đề xuất kế hoạch mua Nkunku với những nhà quản lý mới. Chelsea nhiều khả năng chia tay Lukaku vì không phù hợp. Ziyech cũng được cân nhắc đưa vào diện thanh lý. Lối chơi mà Thomas Tuchel triển khai cần những cầu thủ tấn công đa dạng và có thể đá được số 9 ảo. Nkunku hoàn toàn đáp ứng yêu cầu này khi anh đảm nhận nhiều vai trò từ hàng tiền vệ đến hàng công. Nkunku vừa có một mùa giải ngoạn mục của bên Leipzig với 35 bàn thắng và 16 pha kiến tạo. Cầu thủ người Pháp đang có giá chuyển nhượng khoảng 70 triệu euro. Chiều ngày 26 tháng 5, AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vào chung kết giải Futsal châu Á 2022. Kết quả, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng D với ứng cử viên cho chức vô địch là Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi. Ngoài Nhật Bản, đây là bảng đấu không quá nặng với đội tuyển Futsal Việt Nam khi Hàn Quốc và Ả Rập Saudi bị đánh giá thấp hơn. Dù trên sân cỏ, họ là hai nền bóng đá hàng đầu châu lục. Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 do Kuwait đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 với sự tham dự của 16 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng đi vào vòng đấu loại trực tiếp. Văn Lâm nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam đá dự hữu với Afghanistan vào ngày 1 tháng 6. Đầu giờ chiều nay, thủ thành Việt Kiều đã bay từ Nhật Bản về sân bay Nội Bài để hội quân. Anh sẽ có 3 ngày tập luyện cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng này. Sau khi về nước, Văn Lâm đã có những chia sẻ: sau một thời gian khá dài, tôi mới về lại Việt Nam thi đấu. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và đạt phong độ tốt nhất. Tôi rất nhớ các đồng đội của mình, nên lần này có mua ít quà từ Nhật Bản, hy vọng họ sẽ thích. Chiều ngày hôm nay, Văn Lâm sẽ ra sân tập luyện cùng với đội tuyển Việt Nam thay vì nghỉ ngơi sau 5 giờ bay. Thầy trò Parker sẽ có 2 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi bay vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 5.